Ok, mình quay lại, chào các bạn nhé. Mình hôm nay mình review tiếp sửa cái ấm của hãng Smart Cook này. Smart Cook thì nó đang hỏng cái phần đế này. Ông anh ở trên nhà Quốc hội, ông anh trong ban quản lý nhà Quốc hội anh ấy mua cái ấm này, nhưng mà một thời gian là cái tiếp điểm này nó cứ không tiếp xúc. Thì sau khi mình check thì mình thấy là cái thiết kế của cái bên Smart Cook này nó thiết kế nó không thông minh cho lắm. Chỉ cần hơi bẻ cái tiếp điểm lên là để cho nó tiếp xúc tốt thì cái này nó sẽ không bấm được. Đấy, các bạn thấy không, nó lầy đi này. Còn nếu mà mình nhả bớt tiếp điểm cứng này thì nó sẽ đóng được, nhưng mà nó lại không tiếp xúc. Đấy, nó so với cái ấm Psycho mình vừa sửa lúc trước cho người bạn thì cái ấm Psycho nó thông minh hơn rất là nhiều luôn. Dùng cái cơ chế dùng dơ le rời, có thể ví dụ dơ le nó hỏng có thể thay thế được, rất là tiện luôn, chỉ việc cắm dơ le mới vào là xong, thông minh. Nhưng mà cái đối với cái ấm này thì họ thiết kế rất là dở. Cái dơ le rất là nhạy cảm, chỉ cần nhấc ra một cái, chỉ cần nâng hơi dơ le lên cái là nó bị lỗi ngay. Chính vì thế anh ấy đã cũng đã tháo ra, anh ấy cũng đã định bẻ tiếp điểm rồi mà không bẻ nổi, không thể nào làm thế nào để cho nó ngon lành được. Mang lên đây mình cũng làm cũng bẻ nhưng mà cũng không ăn thua. Tiếp điểm nó ở trạng thái rất là nhạy cảm, mình có thể dùng từ nhạy cảm để mình ví với cái này. Và bây giờ hôm nay mình có đi lên chợ, mình làm một mớ này, bởi vì trước sau gì mình cũng có khách thay cho nên mình mua một mớ các cái đế ấm luôn. Đây, ví dụ cái bộ này chỉ mua combo của nó luôn này. Đấy, đây cái này là bộ ấm này combo luôn, nó có thể là giống cái này, nhưng mà đây cái này là ba chân này, mình đang lo là không có cái ba chân giống của anh ấy này nhá. Hai cái này là chân đế giống nhau nhá, nhưng mà hai cái cọc này nó khác nhau nhá. Đấy, các bạn thấy không, hai cái này khác nhau nhá. Về bắp chân thì nó giống hệt nhau. Đây các bạn nhìn này, ba chân này khớp với ba chân này luôn này, nhưng mà đế nhá, các bạn để ý đế này khác nhau này. Nếu mà khó quá thì mình sẽ phải thay cả cái đế này luôn cho anh ấy. Còn một cái nữa không biết là có khớp không, mình có mua ba cái, tức là cửa hàng nhà người ta có bao nhiêu cái mình lấy bấy nhiêu. Cái này có vẻ giống này. Đấy, các bạn thấy không, cái này có vẻ giống này, khớp nhau với cái đáy này. Để mình lấy cái đề ấm mình cắm vào thế. Đâu rồi cái đề ấm, đâu rồi? Ô, hôm qua mang đến mà sửa vứt cái đề ấm đâu rồi, để mình tạm dừng video để cho nó đỡ mất thời gian trễ nhá. Ok, đây mình lấy được cái đề ấm rồi. Thì trước tiên là mình check ba con ốc này. Ba con ốc anh ấy bóc cẩn thận, anh còn không muốn bóc tem bảo hành anh. Đây cái phần này là cái phần khuyết này, mình sẽ quay về phần công tắc nhé. Đấy, quay về phần công tắc, mình sẽ cho khuyết quay về phần công tắc này. Ba con vít để bắt ba cái này khớp rồi nhá. Ok, bây giờ còn mỗi cái đế này là tiếp xúc là có khớp hay không này. Đóng vào này, chuẩn luôn này. Bây giờ mình để đo xem nó có tiếp xúc tốt không. Bây giờ mình nhìn cái này nhá, hai cái này nó tương tự nhau này, nó hướng nó xoay khác thôi, nhưng mà về cái các cái tiếp điểm giống hệt nhau. Nhưng mà cái cái này này nó có một sự thông minh hơn cái kia rất là nhiều. Tức là cái này nhá, thì hai cái cần để nó bẻ vào trong tiếp điểm này thì nó rất gần cái tiếp điểm cứng này.
Đây các bạn, không biết các bạn có nhìn được không, cái nhựa đen đen con này này thì tiếp điểm nó nằm ngay cạnh, mà tiếp điểm ngay cạnh này thì tiếp điểm cứng đi ra đây đúng cạnh này luôn, cho nên bạn chỉ cần nó bẻ chênh nhau khoảng nửa ly thôi chứ không phải một ly nó đã bị rồi. Như đối với cái này nhé, cái tiếp điểm nó rất là xa, nó tận ở trong góc này, mà cái tiếp điểm tiếp xúc với tiếp điểm cứng nó tận ở đây, thì cái từ đây ra đây thì cái độ vênh nhau như kiểu bạn nhìn cái bập bênh này đúng không ạ, thì cái độ dao động này nó rất là nhỏ nhưng mà cái dao động ngoài rất là lớn. Chính vì thế cho nên là cái khả năng nó tiếp xúc rất tốt hơn này. Bạn nhìn cái vào, nhìn kỹ vào trong này này, liệu có tốt này. Đây, nhìn nhá, mình bẻ này, bật lên là nó sẽ nhảy lên này. Bạn thấy nó dao động rất là lớn luôn. Đấy, chính cái sự dao động lớn này thì mình có thể điều khiển cái tiếp điểm cứng này, nó dao động lên xuống rộng hơn. Đấy, cho nên mình sẽ thay cái đế ấm này cho anh ấy thông minh hơn, thiết kế thông minh hơn. Cái đế ấm kia mình sẽ bỏ, mình sẽ không giữ làm gì nữa. Bây giờ chỉ cái quan trọng là bây giờ cắm vào đây nó tiếp xúc tốt hay không này. Đấy, cái nò xo nó đầy đủ khỏe ra. Nào, chúng ta lấy đồng hồ chúng ta đo tiếp xúc nhá. Một cái cọc này, một cọc này sẽ, hai cọc này sẽ ra điện này. Ở đây nó có hai cái dơ le chống nước cạn nhé. Bên này nó cũng có hai dơ le chống nước cạn. Ở đây người ta có bơm keo dẫn nhiệt, keo tản nhiệt thì chính xác hơn. Thì đây mình sau khi mình nắp mình sẽ bơm keo tản nhiệt vào cho anh ấy, cho nó đúng đúng bài bản luôn. Thì mình sẽ đo từ cái dây vào và hai cái tiếp điểm này nhé. À, khi đặt ấm nó sẽ như này. Nó sẽ đo cái chân ấm này. Nó sẽ có một chân kết nối để đồng hồ ra đây cho các bạn nhìn, kim đồng hồ cho nó dễ. Này, nếu mà nó không tiết lối thì mình sẽ thay luôn cả cái chân này cho anh ấy gọi thành combo luôn. À, phải bật cái này chứ, quên mất rồi, bật để nó đóng hai tiếp điểm lên nhá. Bên này lên nữa nhá, đúng không các bạn, lên từ từ, tay mình đang nguội vách quá. Lên nha, cái này lên nha. Vậy tính là cái chân ấm của anh là ok rồi nhá. Khớp với cả cái chân ấm kia. Mà bản thân cái chân ấm mà đi kèm được rồi. Đây. Mình có mua thêm một cái ba lên nữa này. Cái này giống cái của anh như này. Cái này giống cái của anh nhưng mà về mặt thiết kế nhá. Giống hết cái của anh nhưng mà về mặt thiết kế cái này nó vẫn xa hơn này. Xa hơn cái của anh một chút. Đấy, xa của anh một chút đấy, cái độ dao động của nó rất lớn thế này cơ mà. Các bạn nhìn độ dao động ở bên dưới đây, rất là lớn này. Đấy, nhìn vào cái khe cho các bạn nhìn được khe này. Nó lớn như này thì cái tiếp điểm cứng này mình có thể bẻ lên bẻ xuống để cho nó tăng cái độ tiếp xúc lên rất tốt hơn. Nhưng mà cái thằng Smart Cook này họ thiết kế rất là kém thông minh luôn. Đây, cái này thì giống cái của anh luôn này. Đấy, gần như giống cả đế luôn này. Thôi mình sẽ lấy cái này, gói này hơn. Mình cũng bỏ cái kia đi. Cái đế này có vẻ giống cái này cũng vào đây phải. Đấy, cũng vào đây. Còn công tắc trên mình có mua mấy loại này. Bởi vì mình sẽ đây nhá, loại ở đây có hai loại, loại trắng và loại này này. Thì cái loại trắng này nó sẽ tốt hơn loại đen này nhá. Đấy. Đây còn một loại này nữa. Vậy là tận có bốn loại chân đế này. Còn cái loại chân đế này thì nó có ít thôi. Nó có 3 loại. Nào, thank you con. Đây, nó có mấy loại này. Xem là 5 loại chân kép này. 5 loại chân công tắc ở chân. Đây, cái này là dành cho cái này. Ok, đấy. Thì có 3 loại là chân đế này. Mà chân đế này đi với công tắc này. Chân đế này đi với công tắc này. Nó sẽ là bật công tắc trên. Còn cái này là bật công tắc dưới. Đấy. Và bây giờ mình sẽ đi sâu hơn nữa là mấy cái này thì không ok rồi này. Để nhân nha. Nó còn một cái nữa là cái lắp cái trắng này sang đây nó có khớp hay không. Đấy, cái đấy là cái quan trọng thứ hai. Thì đây bây giờ mình xem này,
nắp sang cái này nó cũng có cái ngáng này, đây nó cũng có này, hầu như cái này giống, gần như là giống hệt luôn này. Nhưng mà để lấy cái giống hơn thế nào, không phải cái này, không phải rồi, một trong hai cái này, cái nào nó giống hơn thì mình lại sẽ lấy, bởi vì cái đuôi này thì không thể thay được rồi. Đây cái này cặp ngược, ok cái này giống này, giống hết luôn này, giống hết luôn. Nó cũng có cái lẫy để kẹp vào khe này, bật lên bật xuống này, cái này cũng thế này. Nói chung là ok, giống nhau rồi. Để mình đi mình thay vào nhá. Hai cái này chân đế giống nhau này. Đấy, thì nó đều lắp vào cái đế ấm này của anh được này. Mình sẽ đi mình tháo cái này mình thay sang. Ở đây nó có cái dây này hết sức cẩn thận, nó gãy cái này toi cơm luôn đấy. Để mà tháo được cái này thì đầu tiên phải tháo cái tai ra trước này. Nhẹ nhàng gãy. Nó tất nhiên cái này nó là nhựa mềm đấy, thì nó cũng không đến nỗi bị gãy đâu, nhưng mà mình cẩn thận thì vẫn hơn. Cái này nó móc vào đây này. Móc vào đây xong rồi nó đưa qua cái trên này, mình phải nhà được cái này ra. Hơi nhẹ nhàng nhá, không gãy oạch cái này thôi. Phù thủy đền gà luôn đấy các bạn ạ. Mình quay video mình đăng lên YouTube. Mình đăng lên YouTube thì dung lượng là dài bao nhiêu không sao. Nhưng mình đăng lên trang fanpage của mình. Phải có con dao, dao chổ loại nhỏ ra, dao chổ loại to đó. Cậy nó không được. Lấy sang nhà hàng xóm sửa, mang cho vào đây hết rồi. Ok, này mấy cái đồ này. Mình sẽ lấy con dao mình cậy cho nó nhẹ nhàng. Cái tai này nó rất là ngắn cho nên rất dễ gãy bạn nhé. Đấy, cậy ra thế. Hết sức nhẹ nhàng không gãy. Nó phải bật qua được cái rãnh này này. Đấy, nó sẽ ra. Đấy, ra chưa các bạn? Nào, bây giờ theo mình là lấy cái nào đây? Để cái này chân nó to này, cái này chân nhỏ giống của người ta này, giống hệt luôn này. Đấy, kể cả phần cong lên này. Đấy, giống nhau này. Mình sẽ lấy cái này vào này. Đấy, các bạn thấy không? Giống hệt luôn. Và cái này phải cẩn thận này. Cây cọc này phải xuyên vào khe giữa hai cái chốt này nhá. Bên này thế. Xuyên vào giữa hai cái chốt này. Để nó làm động tác là bật lên bật xuống. Rồi, bây giờ chỉ cần sập cái này xuống là xong. Nói chung là mình hướng dẫn đây thì kể cả những ai mà muốn sửa ấm cho gia đình không cứ thì phải mang cho thợ. Xem cái video này của mình thì có thể tự sửa được, không cần thiết phải mang cho thợ. Bởi vì các cái này nó đơn giản. Chính vì thế cho nên các bạn tự có thể tự sửa. Nhưng mà phải khéo léo nhé. Cần khéo léo một chút. Không khéo léo là lại cuối cùng vẫn phải mang đi thợ đấy. Ok, các bạn thấy không? Lấy thanh tách cái này. Đấy, và bây giờ mình sẽ thêm một động tác nữa là mình sẽ phải test. Xem khi bật nó có lên không. Thường thường là mình mua cái này riêng được, cái này riêng được này. Cho nên là khi mình thay cái nào mình sẽ tính tiền cái đấy cho bác ấy thôi. Chứ mình không đi mình tính có cả hai combo đâu. Đấy nhá, khi ấm như này đúng không ạ? Gẩy xuống này là tiếp xúc này. Thì nó sẽ tiếp xúc cái này với cái này này. Mình lại lấy dây đồng hồ này.
lấy đồng hồ đèn này cho nó có cái đèn cho các bạn nhìn nó dễ hơn. Đây, đấy các bạn thấy không, thông rồi nhá. Tắt đây, bật xuống thì tắt này, tắt, mất tiếp xúc đúng không ạ, bật lên này, đấy, tiếp xúc, tương tự bên này này, gầy xuống là mất này, gầy lên là bật này, ok nhá. Đấy, đơn giản mà đỡ mất thời gian. Mình nói thật, cái thời gian để mà đi chỉnh cái tiếp điểm này có khi bạn còn ngồi đến nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ ấy. Nhưng mà đối với cái thiết kế nó thông minh ấy thì bạn bỏ công bạn ngồi. Nhưng mà cái thiết kế của cái Smart Cook này nó kém thông minh quá. Thành ra là mình cứ chỉnh đi chỉnh lại. Hôm qua bác ngồi thấy bác đợi và bác đợi mãi. Đến nửa tiếng đồng hồ mình cứ bật lên một tí thì nó lại vào, mà kéo xuống một tí nó lại ra, thành ra là bảo thôi. Bác về thì mai mua luôn cái đế mới lắp cho bác cho nó nhanh. À đấy. Cho nó nhanh thì bác đỡ phải đợi mà bác được cái mới luôn. Mà cái này nó rẻ, thành ra bác cái thời gian nó mới nhiều tiền, chứ còn cái linh kiện này thì đáng bao tiền. Bác mua cái ấm cả triệu bạc xong rồi nó hỏng này. Do cái thiết kế của nó kém thông minh. Bây giờ mình thay cái này ha, nó còn với cái thiết kế của cái này nó thông minh hơn nên mình đảm bảo nó sẽ bền hơn rất nhiều. Mà ví dụ có vấn đề trục trặc, bác chủ nhà có thể lấy cái gì bảy cái tiếp điểm cứng này một chút là nó sẽ lại trở về sử dụng được thôi. Đây mình chấm chút keo tản nhiệt vào đây để cho nó tiếp xúc. Cái vành này nó tiếp xúc với cả đáy ấm nhá. Khi nó tiếp xúc với đáy ấm nó sẽ dẫn điện nhiệt lên, và dẫn nhiệt lên nó sẽ tác động, nếu mà cái ấm mà nó bị cạn nước ấy, các bạn quên không cho nước. Hoặc là các bạn đun đến mức mà nó cạn sạch nước. Nhưng mà thường thường là nó sôi thì dơ le này nó sẽ tự ngắt rồi. Con dơ le ở đằng đây này là con dơ le nước sôi này, nó tự ngắt rồi. Cho nên chỉ khi nào hai con dơ le dưới này, chỉ khi nào bạn quên không cho nước mà bạn bật ấm này thì không có cái động tác mà tắt được nước, nước sôi. Thành ra là nó bị cháy ấm. Chính vì thế người ta thiết kế hai cái con dơ le dưới này để chống cháy ấm. Bởi vì khi mà cháy ấm mà cháy mà cái sợi đốt này mà nó lung thì có mà cái đáy ấm của bạn kể cả bằng nhôm thì nó cho bạn chảy thành nước lốt. Ok. Cái rắc này vừa không? Ôi giời các bạn ơi, vừa luôn các bạn ạ. Như kiểu sản xuất ra để cho cái loại ấm này ấy. Đúng dòng ấm luôn ấy. Nhưng mà cái này mình sẽ, tất nhiên là mình sẽ không vứt đi nhé. Mình sẽ để sau, ví dụ là có những cái ấm mà nó hỏng cái tiếp điểm ở trong này này, mình có thể tận dụng được nhé. Ok. Sáng ra mở mắt đi mua linh kiện hết triệu bạc. Mà mua xong rồi về để đấy sửa dần dần chứ không phải là sửa. Nào xem nào. Ok, nào bắt vít vào. Đúng vị trí vít luôn nhá. Mình lên mình đằng nào mình cũng mua để mình sửa cho nhiều khách. Thành ra mình mua một lô xích sông luôn. Bảo quán có những cái mẫu nào, mẫu to, mẫu nhỏ, mẫu lớn, mẫu bé, mang hết ra đây. Mỗi thứ lấy một bộ. Ví dụ nhiều hãng ấm, người ta mỗi ấm lại một kiểu thì nó lại không có cái thiết kế chung. Thành ra là tiền đầu tư cho linh kiện nó phải đầy đủ như thế. Để vặn vào xong rồi bật thử nhá, xem nó có vướng cái gì không. Ok rồi cho các bạn nhá. Đấy. Nào chúng ta đi đậy nắp vào. Cái phần khuyết này này, các bạn nhớ nhá, chỗ này nó có cái cong cong khuyết này. Để cái đấy đưa vào đúng vị trí đấy. Đấy, chúng ta vặn vào như thế. Đấy, và giờ cái mép này này, khi mình vặn vít thì cái mép này nó phải phẳng ly nhá. Ok.
nhưng mà con ốc này là con ốc tam giác này, cho nên là mình phải đi lấy cái bộ tô vít tam giác đấy mình vặn. Ok, đây rồi. Bộ này là bộ chuyên dành cho sửa chữa các thiết bị khoa học kỹ thuật. Nó có những cái con ốc gọi là đặc biệt. Chính vì thế nên mình phải sắm cái bộ này. Nó có những con ốc tam giác, ốc hoa thị, ốc hoa thị nhưng mà lại phải hoa thị có lỗ cơ nhé, chứ không phải hoa thị không đâu. Có những con ốc hoa thị nhưng mà lồi lên như này. Thành ra ví dụ hoa thị bình thường bạn cắm vào không cắm được đâu. Chính vì thế con hoa thị này, này hoa thị có lỗ, xong này còn ốc này, hai ngạnh này các bạn thấy không, đấy ốc hai cạnh, cả hai cạnh nhưng mà có cái cọc ở giữa lên. Nên mình mua cái bộ này để mình chuyên sửa các cái con ốc đặc biệt. Smart Cook mà nghe được cái video này của mình chắc về phải thiết kế lại cái chân này mất. Chê từ đầu video đến cuối video đều chê thiết kế không thông minh. Hôm qua mình sửa một con âm Psycho công nhận thiết kế thông minh. Cái dơ le mà tự ngắt này này. Hai con dơ le tự ngắt bằng lá, hai cái lá đấy các bạn. Người ta dùng bằng dơ le cắm rời được. Tức người ta làm chạm cắm xong người ta cắm cái dơ le rời. Tức là ví dụ có hỏng có dơ le để có nhảy người ta nhấc cụm dơ le mới phập vào vát xong luôn. Nó không phải bé, không phải nẫy, không phải niệm gì cả. Một phát vào khít khít luôn. Rất thông minh. Nếu mà là một người thợ như mình thì thời gian nó quan trọng. Nếu mà chỉ cần thời gian bớt được thời gian là mình sẽ làm được bao nhiêu cái ấm khác. Chính vì thế này, cái thiết kế thông minh của bên nhà ấm thì mình đánh giá rất là cao. Ok, để mình đi lấy ít nước nhé, không thì bật ấm vào nó lại cháy mất cái ấm này đó. Ok nào. À, mình đặt vào là bây giờ nhá, chúng ta như mọi khi là chúng ta sẽ để cho tránh xảy ra cháy nổ hoặc là tránh xảy ra vấn đề. Đầu tiên là mình phải kiểm tra nguội. Nội trợ chắc chắn là nó sẽ đây là không có gì này, bật xuống này. Nội trợ là 40 ohm đúng không? 40 ohm là sợi đốt là chính xác rồi đấy. Và đầu tiên nữa là mình sẽ cắm qua đèn. Nó sáng như này là ok nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cắm trực tiếp. Các bạn để ý cái ở đuôi này nó có một cái đèn xanh này. Đuôi nó có cái đèn xanh nó sẽ sáng lên. Nhìn nhá. Đấy, các bạn thấy nó xanh không? Tức là ấm đã vào điện rồi nhá. Đây mình tắt cái đèn này đi để cho các bạn nhìn thấy màu xanh này. Đấy. Nó xanh không? Thấy chưa? Là chúng ta để đợi ấm sôi nhá. Ở đây là công suất là lên 1800. Đây cho các bạn xem này. Đây này. Bạn có nhìn thấy không nhỉ? Hơi khó nhìn nhỉ. Đây. Ánh sáng yếu cho nên là nó kém quá. Đấy. 1800 một kỳ 8 nhá. 8.6A 16A. Ấm bắt đầu nước sôi rồi. Và tí nữa sau khi làm xong mình đi mình sẽ lấy nước xịt kính mình vệ sinh hết cái ấm này cho anh ấy. Nói chung là làm cho lãnh đạo nhà quốc hội làm mà cẩn thận, chi tiết tỉ mỉ như là làm cho mọi người.
Nói chung là khách hàng mang đồ đến là mình đều phải vệ sinh hết. Bây giờ chỉ chờ là nước sôi nữa. Mà dơ le ngắt là thành công. Còn dơ le mà không ngắt thì là vẫn chưa đạt nhé. Cái bệ ấm này nó có cái ống thông từ trên này, nó dẫn hơi nước xuống dưới này. Đấy, ngắt rồi. Nó dẫn hơi nước xuống. Bao giờ hơi nước có thổi xuống dưới này thì nó mới ngắt ấm. Đấy, chính vì thế cho nên là phải đợi một lúc. Le ngắt rồi đúng không? Bây giờ để mình bấm lại lần nữa này. Nhưng mà nó vẫn đang ở trạng thái nó nóng quá. Để cho một tí cho nó nguội mình bật lại lần nữa cho các bạn xem. Đây còn cái điều khiển hôm nay mình đang làm giờ thì khách hàng xóm gọi sang sửa. Mình đang quay video nhưng mà cứ gọi Zalo cái này ngắt video. Xong ấm lên mình sẽ sang mình làm tiếp cái điều khiển lúc nãy mình đang rửa rồi. Đấy, ok, lại bật được rồi nhá. Là nước sẽ sôi trở lại này. Và nước hơi nước sẽ chui qua cái ống xuống đây sẽ là nhảy ra lè này. Ok, đã thành công nhá. Video chuyên mục sửa ấm Smart Cook này. Mình đọc cái model để các bạn tránh cái model này nhá. Mã sản phẩm này. Để xem nào, model KES3868. Nói chung là cái 3868 này đấy, anh ấy mua được đúng khoảng 3 tháng là nó bị hỏng tiếp điện nhá. Mà vì thiết kế nó không chuẩn, thiết kế nó kém thông minh cho nên là không cố gắng khắc phục được, bắt buộc phải thay linh kiện. Chính vì thế cho nên là các bạn lé cái mã sản phẩm này ra nhá. Mình là thợ thì mình hay vì người sử dụng chứ mình không vì bên sản xuất đâu. Bởi vì mình luôn luôn mình hướng các nhà sản xuất đến sản xuất những cái sản phẩm nó hoàn hảo, chứ không phải là sản xuất vừa sản xuất để tiết kiệm đâu. Người ta sản xuất làm sao vừa rẻ mà lại vừa thông minh. Thông minh mà vẫn rẻ. Chứ còn để mà có cái gì đâu, chỉ cần cái lá đồng như cái vừa rồi mình chỉ đấy, cái lá đồng làm xa nó ra một chút là cái độ dao động giữa tiết điểm cứng và tiết điểm mềm. Cái tiết điểm bật đi bật lại được mình gọi là tiết điểm mềm. Cái tiết điểm mềm nếu mà nó xa nhau ấy thì cái độ điều chỉnh có thể tốt hơn. Cái này nó hơi bướng bỉnh cho nên mình có thể mình dùng ít, đầu tiên mình dùng ít cồn trước. Nếu mà cồn mà không được thì mình phải chơi RP7. Cồn mà không được thì mình phải dùng RP7. Làm sao mà khách hàng đến lúc sản phẩm đến tay khách hàng nó phải là sạch sẽ đẹp đẽ nhất. Cái này nó bị từ lâu rồi đấy. Đấy, các bạn thấy trắng ra không? Đấy, cồn nâu cái sạch ngay mà bạn. Cái ấm trắng này thì chủ nhà phải sạch sẽ. Chứ chủ nhà mà không chịu khó vệ sinh thì vài bữa thì cái màu trắng này nó thành đúng là màu cho lòng luôn. Mình sợ nhất là mấy cái bếp hồng ngoại. Khách hàng gửi đến ui dồi cái mặt bếp bao giờ nó cũng đóng cặn. Phần kỳ khủng. Bởi vì người ta sau khi đun nấu xong người ta không vệ sinh luôn. Vệ sinh lúc nóng thì mình không khuyến cáo, nhưng mà ít ra đến lúc mà mặt bếp nó nguội rồi thì vệ sinh xong nó sạch sẽ thì lúc đấy lần sau sử dụng nó sẽ không bị đóng cặn ở trên mặt bếp. Có gì đâu, lấy cái nước rửa kính này bác này, các bạn này, xịt vào xong bắt đầu xịt vào khăn mềm ấy, xong các bạn lau. Cái nước rửa kính này nó tẩy dầu mỡ rất là tốt, nó sinh ra là để tẩy dầu mỡ. Chính vì thế nên các bạn dùng nó để vệ sinh rất là tốt luôn. Cái vết bẩn này là bị cái gì xước vào cho nên là nó chai lì quá.
Ok, tương đối rồi đấy. Rồi, ok, chuyên mục thay thế ấm dơ le đáy ấm. Đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin các bạn một like, một chia sẻ để fanpage và kênh của mình ngày càng phát triển, để các bạn được trải nghiệm nhiều cái chi tiết về sửa chữa thiết bị hơn. Các bạn càng xem nhiều thì các bạn càng có cái kiến thức để sửa chữa thiết bị ngay tại nhà, không phải ra thợ. Ok các bạn. Chào các bạn nhé.